sông nhẹ nhàng trôi mãi ra biển rộng, biển thật mênh mông, có biết đâu là nhà. Nhà là nơi ta bình yên và quên hết bao buồn phiền, đời thật an nhiên như giấc mơ thần tiên. Cuộc đời không như là mơ, chuyện tình yêu lắm bất ngờ, tiền bạc lợi danh có biết ai chân thành. Đời luôn có chuyện vay, đừng để hơi tiếc đến một ngày, thì hãy nhớ cho xin giữ tâm hồn nhiên. Tiền bạc làm ta quên đi những niềm vui quanh mình, hạnh phúc giản đơn khi ta đến với nhau không lợi danh. Dù đời có cuốn ta đi, ta vẫn luôn vững vàng một lòng, khó khăn sợ chi vì ta luôn là chính. Nhỏ là mua cái trà này ngon quá ta. Ui, sung sướng cuộc đời. Ê, bây giờ sáng sớm rảnh rỗi, khí hậu mát mẻ, ngồi uống trà, đọc báo, coi tin tức chơi. Cuộc đời vậy còn muốn cái gì nữa. Coi coi tin tức gì. Tin tức gì vậy? Thi hoa hậu nữa hả? Trời đất ơi, cái gì đâu mà mỗi năm không, mấy lần mấy chục lần thi cái cuộc thi hoa hậu hoa khôi này kia nọ, riết rồi đàn bà phụ nữ Việt Nam thành hoa hậu hết à. Hơn 80% hoa hậu á hậu hoa khôi có cuộc sống viên mãn, đầy đủ no ấm giàu sang bên chồng đại gia. Sao kỳ vậy ta? Mấy đứa con gái của mình nó cũng đẹp, nó đâu có thua gì hoa hậu hết trơn. Thậm chí nhiều khi nó còn đẹp hơn nữa. Mà sao công việc của tụi nó bấp bênh quá trời bấp bênh. Đã vậy là không có đại gia nào để ý hết trơn rồi nữa. Ôi trời, khổ ghê vậy. Biết nó thiếu cái gì trời. Hoa hậu á hậu. Đúng rồi, nó thiếu cái vương miện hoa hậu. Có chuyện gì quan trọng ba nói đi ba. Bây giờ như vậy ba tuyên bố nè, nghe rõ cái điều này, ba thông báo một cái tin rất quan trọng. Mấy đứa tụi con phải thi hoa hậu năm nay. Hả? Đúng vậy. Yes. Trời ba, ba thôi. Con là không thi rồi đó. Con lụng xịt à, thi là rớt sớm đó. Nữa. Còn con mà thi đạo diễn cắt vai con liền đó ba. Trời ơi, tụi con sao dở. Tụi con đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hiểu không? Tụi con đi thi hoa hậu đi, rồi tụi con mới đoạt được cái vương miện hoa hậu. Một khi tụi con đoạt được vương miện hoa hậu thì tụi con sẽ nổi tiếng. Lúc đó đó hả, chẳng những là tụi con tên tuổi, tụi con vang lừng, nghe chưa, mà tụi con còn giàu có nữa. Bởi vì tụi con sẽ có được những người chồng đại gia, hiểu chưa? Trời ơi, lại là cái chuyện chồng đại gia. Hèn rồi chi. Sao hả? Hèn gì chị ba, chị sợ quá chị trốn luôn rồi, có đi về nhà đâu. Tối ngày không có quan tâm cái gì mà ngoài công việc đó của nó đâu. Bây giờ mình trở lại mục đích chính, cái cuộc thi hoa hậu này. Tụi con phải có một sự luyện tập, tụi con phải có một sự học hỏi. Chính vì vậy cho nên ba đã mướn, ba mời được một cái ông thầy, một cái chuyên gia đào tạo những hoa hậu tương lai. Trời ơi, sao ba lại tốn tiền vô chuyện không đâu vậy? Nếu mà đào tạo được thành công trở thành hoa hậu á, là nhà nhà người ta đóng tiền hết rồi. Nói bậy không à. Trời đất ơi, cái ông chuyên gia này là ông giỏi lắm đó nghe. Trời ơi, ba mời ông khó khăn lắm đó. Ông nói là ông hứa với ba là ông chỉ đào tạo cho mấy đứa tụi con thôi. Có tin được không? Trời ơi, tin chứ sao không tin con. Con không có biết đâu, ông này ông giỏi lắm á. Trời đất ơi, ba tuyển ông như là ba tuyển hoa hậu vậy.
Trời ơi, eo co đầy đủ, ba dòng đàng hoàng, điện nước ngon lành, thiệt mà. Thôi ba ơi, con đi lên phòng học kịch bản nha ba. Ê, nhưng mà, cái gì vậy? Mọi người cứ bàn tiếp gì đi, có kết quả thì báo cho con biết sau nha. Ê trời đất ơi, cái đèn đèn tao trên. Ba, vậy? Con lên nghỉ sớm nha, mai con đi ra dọn quán sớm á. Nhưng mà tao nói nha, trời đất ơi, có hai cái đứa này. Một đứa thì kêu về họp không về, hai đứa thì quỷ bỏ. Bỏ đi như vậy đó. Trời ơi, coi như cái kế hoạch này của tôi nó tan tành hết trơn hết trọi rồi. Phải hủy bỏ cái kế hoạch này rồi. Ba, đừng bỏ. Sao vậy? Còn con mà. Cái gì? Con đăng ký học thi hoa hậu. Có chồng rồi, đi thi hoa hậu quý bà hay gì? Tự nhiên ba kêu con về làm gì thì phải để con góp sức vô cái kế hoạch này chứ. Trời ơi, muốn học cái gì? Thì học thi hoa hậu, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc mà ba. Bề dọc là gì? Thì ý con là đi thi hoa hậu quý bà cũng là thi hoa hậu vậy ba. Nè Bơm, nay má con bận rồi, thôi cơm hộp đỡ nha. Ủa, má bận gì vậy ba? Chắc qua ngoài có chuyện gì đó. Thì sao má không cho con đi chung? Chuyện quan trọng sao cho con đi chung được. Thôi ăn đi. À, má về kìa ba. Em về rồi nè. Về rồi hả? Hai cha con ăn cơm hộp hả? Ừ. Sao không đợi em về nấu? Đợi biết chừng nào em mới về. Đợi em về cho cha con anh đói meo hết trơn. Mà thôi, em qua ba làm chi vậy? Ba kêu em qua họp gia đình. Ba muốn em đăng ký thi hoa hậu. Gì? Thi hoa hậu hả? Ba nghĩ gì vậy trời? Ba quên là em có chồng có con rồi hả? Má, má đi thi hoa hậu hả má? Hăng không má? Bơm, người lớn đang nói chuyện, con nít không có nói chuyện. Như ăn cơm đi con. Thì ba muốn em thi hoa hậu quý bà, muốn em thành người nổi tiếng. Nổi tiếng hả? Chi vậy? Thì để kiếm tiền. Anh tưởng tượng coi, khi mà mình có danh hiệu rồi á thì những cơ hội kiếm tiền nó cứ chạy tới với mình luôn, mình không cần phải đi kiếm nó luôn. Bởi vì anh thấy có hoa hậu nào mà nghèo đâu. Kiếm tiền hay kiếm chồng? Anh còn sống sờ sờ ở đây nè, mà ba tính kiếm chồng khác cho em rồi. Anh phải qua nói chuyện với ba mới được. Thôi 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 đi, anh vô duyên quá. Nghĩ cái gì đâu không vậy? Cho dù em có thành hoa hậu, đàn ông theo em xếp nguyên một hàng dài đi nữa, em vẫn chung thủy với anh được chưa? Thiệt không? Tôi thấy cô là có tiền là tum tướp à, người ta chưa kịp theo cô. Dơ tiền ra vậy nè là cô chạy theo người ta rồi. Nè, anh nói vậy mà nghe được á hả? Đừng có thấy tôi nhịn rồi làm tới nha. Ừ thì tôi ham tiền vậy đó. Anh muốn tôi hết ham tiền á, đem về thiệt là nhiều tiền đi. Bom, con đem cơm xuống dưới ăn đi cho ba má nói chuyện chút. Cô dẹp ngay cái ý định đi thi hoa hậu đi nha. Tôi không dẹp thì sao? Ba thuê hẳn cả một chuyên gia về để dạy rồi đó. Mỗi ngày phải qua đó 2 tiếng đi học. Rồi chuyện nhà cửa ai lo, rồi còn đưa đón Bơm đi học nữa ai lo? Anh lo. Hả? Tôi đi thi là để đẹp mặt cho ai, kiếm thêm tiền về cho cái nhà này nữa. Anh phải góp công vô chứ. Rồi tôi mệt, tôi muốn làm gì đó làm đi. Nè, nè, tôi cứ đi thi đó làm gì tôi? Hello cả nhà. Trời, là đâu? Đây là chuyên gia mà ba muốn giới thiệu cho các con. Mời chuyên gia an tòa. Dạ. Trời ơi, tin được không? Ai mà tin được chứ. Em tin. Hay, em sẽ là ứng cử viên hoa hậu năm nay. Không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc. Tại sao mình không thử chứ? Trời đất ơi, thi hoa hậu mà có vụ bổ ngang bổ dọc làm sao ta? Wow, trời ơi. Đủ cái dòng đó là ok đó. Bây giờ mình tiếp mình theo đo cái dòng 2 nha. Đo cái dòng 2 nè. Đo cái dòng 2 nè. Đo cái dòng 2. Không. Ê, không ổn rồi em ơi. Không ổn, không ổn, không ổn em ơi. Gì không ổn? Không, ta là dòng 2 chỉ cần 56 thôi em hiểu không? Cái gì 56? Tôi là người phải mannequin đâu. Không phải, nhưng mà sao em cãi với ban tổ chức vậy? Bây giờ đo nó rõ ràng vậy rồi. Cãi cái gì con gái về còn cạo đâu đi kìa. Đó thi hoa hậu mà vậy đi về chỗ ngồi. Thí sinh tiếp theo, Như Ý. Sao vậy trời, cá tin mà quạo là gì? Để đo đây nè, đó lên. Phải đủ cái tiêu chuẩn đồ đàng hoàng thì người ta mới dự thi được. Trời ơi, chở cái nách lên. Hô trời em ơi, cái dòng 1 nó đạt tiêu chuẩn quá, đạt tiêu chuẩn quá. Dòng 2, dòng 2, dòng 2, dòng 2. Trời nó có cái dòng, để vô một cái là dính liền tiêu chuẩn. Vòng 1, vòng 2 ok rồi, quay qua cái vòng chung kết. Vòng 3,
Ừ, còn cái, thôi còn cái, đo cái nữa, cái nữa, xong rồi, dỡ cái tay lên. Đây nè. Trời đất ơi. Anh không thể tin vào mắt mình được, em đủ hết cái tiêu chuẩn của hoa hậu luôn đó. Nhưng mà em không muốn làm hoa hậu, em chỉ muốn làm diễn viên thôi à. Em nói cái gì ngược ngạo vậy, làm diễn viên đâu có kiếm được bao nhiêu tiền. Hoa hậu chỉ cần một bước thôi lên tiên. Ý nó lên tiên là lên chển đó hả? Chển cái gì? Lên tiên là cuộc đời mình nó đổi mới á, lên chển nào đâu hả? Sao hay thiệt, có mấy người là chị họ hàng trong nhà với nhau, không cãi với tổ chức hoài à, về chỗ ngồi đi. Không đứng cãi hoài. Thí sinh tiếp theo. Anh khỏi đò ngồi. Ngồi xuống. Ủa sao vậy? Em không có đủ tiêu chuẩn. Bây giờ em muốn đủ tiêu chuẩn là em phải độn, em kéo cái giò em thêm ra 2 tấc nữa. Trời đất ơi anh ơi, kéo giò ra 2 tấc, lỡ kéo không thành công rồi thành tật rồi sao? Trời đất ơi, bây giờ nếu mà thành tật thì mình chuyển qua trường thiết tật, mình thi hoa hậu. Cái gì vậy? Sao? Em nói gì vậy? Trời, cái tổ chức rộng rãi tất cả các lĩnh vực mà tụi em sao vậy? Nói thì nghe đi, cãi với ban tổ chức. Bây giờ vậy nè, ai á mà đạt tiêu chuẩn rồi thì nghe, ai không đạt tiêu chuẩn cũng nghe luôn. Bây giờ nè, anh sẽ chỉ cho tụi em cái dáng đi của một hoa hậu đó. Bây giờ mình đứng nè, có phải đây là một cái chiêu thức gọi là mình trình diễn trước ống kính không? Đó, ống kính trước mặt đây, biết bao nhiêu khán giả đang coi mình, hiểu không? Mình phải tưởng tượng đó, mình nhìn, nếu mà mình không thấy khán giả đâu thì mình nhìn lên ống quay phim, mình thể hiện điều đó. Đưa anh mượn đôi guốc, nhanh, đang có tổng cảm xúc nè, đang có cảm xúc, nhanh. Đó, mình nhìn thẳng vậy nha, đó, phải giữ cái cảm xúc bên mình, hiểu không? Đó, bắt đầu mình đi nè, để tay lên đánh nhẹ thôi, càng nhẹ càng tốt nha. Đó, lâu lâu cũng phải để ý quay phim một cái, thấy ông quạo là đổi thái độ cười liền. Đó, thấy không, hiểu không? Đó là lần đầu, còn vô được lần thứ hai nhanh hơn. Vô được vòng nữa mình đi nhanh, mình đi chậm nữa ông chửi, ông kêu lâu quá, hiểu không? Mình lần thứ hai là mình phải nhanh hơn chút xíu, thao tác như vậy. Chống một cái là cảm xúc vô, một cái là đi liền, không nói nhiều nè, chống nè, cảm xúc vô, đi. Bơm, bữa hổm con qua nhà ngoại với má đó, có thấy gì không? Con qua cả buổi mà không thấy gì hết là sao? Dạ không. Con có thấy ai không? Ai là ai ba? Thì mấy cái ông mà ông thầy mà dạy cho mấy người thi hoa hậu đó. Cái ông mà hay dẻo dẻo hả? Thì chắc là vậy rồi, mà con có biết hả? Dạ con biết. Rồi ông ta ra làm sao? Sao là sao ba? Ơi ơi, Bơm ơi là Bơm. Ba hỏi một câu, con hỏi một câu lại sao kỳ vậy? Nhưng mà ông có làm gì đâu, sao ba la con? Thôi, ba xin lỗi, thôi đừng có khóc nữa nha. Ba chỉ muốn hỏi là bữa đó ông nó có làm gì má con không? Mà ông có làm gì không? Trời đất ơi, con ơi Bơm ơi. Trời ơi, không ra luôn, nhìn không ra, con lớn quá. Trời ơi, mập mạp, trời ơi, có da, có thịt, trời ơi, tóc. Trời ơi, tóc con dài nè, giống cậu nè. Nhớ cậu là ai chưa? Không. Tại anh cũng mau lớn quá nên Bơm nó không nhận ra. Bơm. Gặp nhau mà chung chung cái được không? Dễ thương. Rừng á. Chung. Cái nữa. Thầy Tó, ông nhéo má con. Ông nhéo má con. Rồi ông còn nói sương sương quá à. Trời ơi, thương thương quá à. Ơi, rồi ông còn làm gì nữa không? Dạ. Sao mà con đẹp trai quá vậy con? Ô, đẹp trai giống má quá con ơi. Tất nhiên là giống em. Tứ Hải làm gì được vậy? Trời ơi, coi thiệt luôn chú bộ, trời ơi, cái da mặt kìa đẹp quá con ơi, da mặt trời ơi, nó đã, nó gân, nó nổi lên nhìn như cái điện. Trời ơi, nha, càng nhìn càng thấy thương làm sao. Không cái thôi. Lỡ ở bên kia nữa. Trả về cái nữa, thương làm sao, thương làm sao. Nè con nữa. Cái gì nữa? Dạ, ông hung má con. Ông hung má con? Dạ, ông hung 2 cái luôn á. Rồi ông còn nói càng nhìn càng thấy thương làm sao á. Trời ơi, trời ơi, vợ ơi là vợ à, trời ơi. Chị sao cái trời ơi, bên đậm bên lợt hoài nè, sao đây? Thì cứ lấy thước đo với chị Tư là chắc ăn nè, coi nè nè. Ừ.
Ừ. Được không? Hả? Bà hay quá à. Bên cao, bên thấp, bên đậm, bên lợt. Con gì? Dễ gì kỳ vậy? Thiệt đó là... Trời ơi, thiệt luôn á là không có dễ nha. Trước giờ toàn để người ta make up không à. Ôi, bỏ, dẹp. Ê, chút nữa anh Phi Vân kiểm tra đó. Thì kệ ông đi. Thiệt dạ. Đuối quá chứ làm sao. Ban ngày thì bị đạo diễn hành, còn ban đêm về thì bị anh Phi Vân hành. Giờ chị chỉ muốn ngủ một giấc thôi à. Ôi, chị không muốn thi hả? Tất nhiên rồi, bộ em không thấy hả? Bao nhiêu người đi thi, chỉ có một người trở thành hoa hậu thôi. Làm gì mới tới lượt hai chị em mình chứ. Nhưng mà chị không thi là ba buồn đó. Cho nên em mới ráng học như vậy hả? Nói chung em thi là thi cho có thôi. Chứ giờ em cũng đâu qua được khỏi vòng gửi xe. Bởi trời ơi. Nghe quá. Khổ quá đi. Ba. Ba. Là ta nói à, còn hơn tháng nữa là cuộc thi hoa hậu bắt đầu rồi. Mà bây giờ không biết làm có kịp không nữa đi chứ. Thôi. Kịp mà chú. Bây giờ ráng đi, hiểu không? Học vài bữa nữa là hết cái để học à. Ủa? Sao có hai đứa tụi con vậy? Hả? Còn Ngân đâu? Dạ, chắc chị hai sợ quá, chị hai nghỉ rồi ba ơi. Ủa, trời ơi. Đó, cái con nó tài lanh lắm. Cái giống gì cũng muốn tham gia hết. Tưởng sao, nửa chừng rồi bỏ ngang. Thiệt tình cái con này. Chắc chị bận gì đó ba. Bận thì đâu có sao. Mất một tia, nhưng mà vẫn còn hai tia. Tiếp tục học tiếp. Đúng rồi, còn hai đứa thì học hai đứa. Tụi con phải ráng lên nghe chưa. Con không muốn học nữa ba ơi. Con chỉ muốn làm diễn viên thôi à. Ba đừng ép con nữa được không? Ba, con nói thiệt với ba luôn á, là con không có hợp với môi trường showbiz đâu. Ba để tụi con tự quyết định cuộc đời của tụi con được không? Nha. Ba, con đói quá, cho con đi ăn chút nha. Ừ. Còn con lên phòng học kịch bản nha ba. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè. Tụi con làm gì thì bể đi cái kế hoạch mà kim rễ đại gia của ba rồi. Tan tành rồi. Chú nghe con nói nè. Không có gì phải sợ hết. Bây giờ hai cái tia đó nó tạm thời nó chỉ cúp điện thôi. Nhưng mình vẫn còn một phần ngàn tia hy vọng khác. Sắp tới có cuộc thi Hoa Dương. Chú có muốn tham gia không? Mày nói cái gì? Cuộc thi Hoa Dương? Phải. Mày hỏi chú có muốn tham gia hay không? Đúng. Chú à, gặp được cái gương soi vào nó là cái duyên đó chú. Thì điềm đó. Phải. Có bao giờ mà tao soi gương đâu. Tao lớn tuổi rồi. Đúng. Nhưng tại sao bây giờ nó khiến tao phải soi cái gương? Phải. Chứng tỏ là tao có một gương mặt gì đó cũng dễ nhìn. Đúng. Rất dễ nhìn. Ừ. Sao cái mặt tao nó bự dữ vậy? Cái kiến của người ta là cái kiến nó phóng lên cái mặt mình nó dịu á. Cho những cái người hả? Đúng rồi, cho người lớn người ta coi, người già người ta coi. À. Chú coi mặt kia kìa. À mặt kia hả? Tao thấy không? Nó giật mình nhẹ không liền. Không có. Bị thì tao giật mình đó là gì tao thấy. Thấy cái gì? Hả? Tao đẹp chứ. À. Thì Hoa Dương hả? Ôi chú ơi chú, con nói thiệt. Tin con đi. Đó chú cứ soi kiến đi. Con nhìn chú nè. Ngoại hình cũng có, tư chất cũng có, siêng năng lại càng có. Con rất là tự tin về chú. Nhưng mà mày nhắm coi có được không đó. Chú yên tâm đi. Được mà. Ba. Làm phải con. Chết rồi ba ơi. Cái gì vậy con? Cái gì? Chết rồi ba ơi. Cái gì? Anh Hải. Anh Hải đang qua đây đó ba. Cái kệ nó, tự nhiên cái nói cho tao nghe làm chi hết hồn. Nhưng mà anh mới đi nhậu về ba. Hả? Cái gì? Nó đi nhậu về hả? Trời ơi, thôi chết rồi. Cái thằng này mà nó nhậu vô một cái là nó không nhìn ai ra ai hết. Nó ngó tao cũng tưởng là người dân luôn đó mày ơi. Thôi chết rồi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng hơn nữa là có ai đó nói với ảnh là ông thầy dạy hoa hậu á, ổng xàm sỡ con. Cái thằng nào mà ăn nói cà chớn vậy? Con mà biết ai nó giác tái tái rồi đụng hết răng luôn á. Trời ơi, thiệt tình luôn. Bây giờ sao đây ba? Bây giờ làm sao đây? Hả? Bây giờ hả? Bà tự lo liệu nha, con đi trốn đây. Chết. Lo chung đi chứ. Ông Năm Vố đâu rồi? Ông là ông Năm Vố phải không? Giờ rồi, thôi chết rồi, không nhận ra tôi được. Dạ, em không phải Năm Vố anh. Dạ,
Năm dối là thằng này nè. Năm dối là thằng này. Dạ không có, em là Phi Vân, em còn nhỏ lắm. Cả năm nay em chưa hề mắm dối. Dạ. Dạ năm dối là thằng này. Không. Dạ không, năm dối là thằng này. Không, năm dối đây. Năm dối là nó. Không phải, ông thiệt. Em đang không phải là năm dối đâu. Không, năm dối là năm dối là nó. Không 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 anh ơi, em là Phi Vân, em là cái người luyện thi hoa hậu á anh. Ông là Phi Vân đúng không hả? Ông thầy luyện thi hoa hậu chứ gì? Dạ. Thì ra ông là cái người đã nhéo má vợ tôi. Ông còn hung vợ tôi ha. Trời đất ơi. Thương quá à nữa hả? Dạ anh em xin lỗi rồi, em không có đâu, chắc là anh lộn rồi. Lộn cái gì mà lộn hả? Hả? Ông tưởng tôi không biết hả? Ông còn hung vợ tôi hả? Ông còn nói còn càng nhìn hả? Còn càng thấy thương làm sao hả? Dạ. Ngày hôm nay thằng Tứ Hải này sẽ cho ông biết thương làm sao là như thế nào hả? Đứng đây đó. Đừng 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 đừng